Thưa quý vị, hôm nay 20 tháng 9, hàng nghìn em nhỏ và phụ huynh lễ hội rước chăn chơi phố, lễ hội Trung thu 2015 lần đầu tiên diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội. Chương trình đã giúp các em được trải nghiệm một Tết Trung thu truyền thống đúng nghĩa giữa lòng thành phố. Dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân, các em nhỏ tham gia chương trình được trải nghiệm không khí náo nức của lễ hội Trung thu qua việc làm đồ chơi Trung thu như đèn kéo quân, đèn ông sao, chiến sĩ giấy, mặt nạ giấy bồi, làm đầu sư tử vân vân. Bên cạnh đó, các em nhỏ còn được xem hướng dẫn để tự tay làm nên những chiếc bánh nướng, bánh dẻo cho riêng mình và được nghe các nhà nghiên cứu nói chuyện về lịch sử và ý nghĩa của các đồ chơi dân gian dành cho trẻ em Việt Nam. Vậy là chỉ còn đúng một tuần nữa thôi thì chúng ta sẽ bước vào Trung thu, và tôi nghĩ rằng háo hức nhất vào lúc này đó chính là những đứa trẻ. Trung thu thì trong thời gian gần đây thì chúng ta được hiểu với hai nghĩa. Thứ nhất là một cái Tết đoàn viên để mọi người, những người đi xa có thể trở về để quây quần, để đoàn tụ với các thành viên trong gia đình, con cái thì có thể thăm hỏi lại những người thân, thăm hỏi bố mẹ. Nhưng mà còn một cái hoạt động rất là phổ biến nữa, đó là Trung thu là cái Tết của trẻ em, để các em có thể vui chơi, rước đèn, phá cỗ. Như vậy thì chắc chắn là sẽ rất nhiều người hỏi rằng rốt cuộc thì cái ý nghĩa nguyên bản của Tết Trung thu là gì? Và Trung thu thì có từ bao giờ? Chắc là Linh Đan sẽ giải thích cho quý vị khán giả được không? Dạ vâng, đương nhiên là sẽ có rất là nhiều giai thoại, điển tích về nguồn gốc của Trung thu, nhưng điển tích phổ biến nhất có lẽ là tập tục ăn Tết Trung thu bắt nguồn từ Trung Quốc vào thời vua Đường Minh Hoàng, tức là khoảng thế kỷ thứ 8. Vào một đêm rằm tháng 8 âm lịch, vua Đường đi dạo trong vườn Thượng Uyển ngắm trăng thì gặp một đạo sĩ. Vị đạo sĩ này làm phép đưa vua lên cung trăng. Tại đây thì vua thấy cảnh trí còn tuyệt diệu hơn, với đèn treo khắp nơi, xa hoa lộng lẫy, rồi còn có cả tiên nữ múa góc vui. Và sau khi trở lại hoàng cung thì Đường Minh Hoàng còn vấn vương cảnh tiên, nên đã cho chế ra khúc nhạc điệu múa nghê thường, và cứ đến đêm rằm tháng 8 thì lại ra lệnh cho dân gian tổ chức rước đèn và bày tiệc ăn mừng. Còn nhà vua thì uống rượu dưới trăng ngắm đoàn cung nữ múa hát để kỷ niệm lần du nguyệt diệu kỳ của mình. Và kể từ đó, việc tổ chức rước đèn và bày tiệc trong ngày rằm tháng 8 đã trở thành phong tục của dân gian. Về sau thì phong tục này du nhập vào Việt Nam và duy trì từ đó đến nay. Tết Trung thu mới đầu là Tết của người lớn để thưởng thức cảnh đẹp thiên nhiên, ăn bánh, uống trà, ngắm trăng rằm vào giữa tiết thu. Dần dần, Tết Trung thu ở Việt Nam trở thành Tết trẻ em, và cả Việt Nam và Trung Quốc đều có phong tục rước đèn lồng vào dịp Tết Trung thu. Tuy nhiên, hoạt động này ở mỗi nước lại có một cái ý nghĩa riêng. Đèn lồng của người Việt là biểu tượng cho sự ấm no, hạnh phúc, cho tình cảm gia đình. Và những chiếc đèn lồng được làm từ thế kỷ thứ 12 dưới thời nhà Lý. Còn người Trung Quốc thì đèn rước đêm Trung thu thường có màu đỏ, biểu tượng của sự may mắn, yên bình, cũng như là tượng trưng cho khả năng sinh sản. Họ quan điểm rằng ánh sáng phát ra từ chiếc đèn lồng sẽ xua tan đi những cái điều không may mắn và mang lại bình yên, hạnh phúc cho muôn nơi. Vâng, qua giải thích của Linh Đan thì tôi thấy chúng ta sẽ có một ý rất là đáng phải ghi nhớ, đó là Trung thu thì vốn dĩ là gốc là Tết dành cho người lớn chứ không phải Tết dành cho trẻ em. Nên bây giờ chúng ta sẽ phải đổi lại cái câu thơ mà mọi người vẫn nói với nhau là Trung thu là Tết thiếu nhi, vậy mà người lớn lại đi chơi nhiều. Nhưng người lớn đi chơi là đúng rồi, bởi vì Trung thu gốc gác là của Vâng. người lớn. Tôi chỉ nói đùa vậy thôi, nhưng mà đúng là Trung thu là một dịp để người lớn chúng ta bày tỏ cái tình cảm, cái sự quan tâm của mình Dạ đến đúng các rồi. em nhỏ. Nên là cũng chúng ta nói là Trung thu là Tết của trẻ em thì cũng không có gì là sai cả.